Chào mừng các bạn đã đến với kênh Cua Đồng Tháp. Các bạn ơi, hôm nay mình sẽ làm một món cháo ếch nha. Tự nhiên thèm cháo các bạn ơi. Mà mình nấu cháo bình thường thì ăn nó cũng bình thường, bây giờ mình nấu cháo ếch ăn nha. Món này mình chưa ăn lần nào. Đây, nấu cháo ếch đương nhiên là phải có ếch nha các bạn. 1 ký ếch nha. Tùy theo bạn ăn nhiều ít với bạn mua nha. Rồi, gia vị ở đây mình nêm là hạt nêm nè, bột ngọt nè, đường nè, tí muối nè. Đó, mình lấy sẵn mình nêm như đây, nếu mà tí có mình nêm nước có thiếu thêm mình bỏ vô sau thêm nữa. Rồi kế tiếp là gạo rang xong rồi mình ngâm nước ra nó nở là vậy đó. Rồi ở đây cái chén nước dùng này mình làm đây chút mình trộn gỏi nha. Rồi ở đây là hành với lại ngò cắt sẵn ra. Rồi ở đây là núm rơm, nấu cháo phải có núm rơm mấy bạn, mình phải ăn nhiều núm lắm đó. Rồi ở đây là thịt heo mình á băm ra rồi trộn gia vị vô. Rồi bầm thêm ít ngò lại hành vô đó các bạn. Rồi 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 viên viên đó chút mình đổ vô với cháo. Rồi ở đây là hành để chút mình phi ớt này nha. À, hành tím nè. Rồi bắt đầu mình tiến hành mình chế biến nha các bạn. Trong cái quá trình mà chờ dầu nóng á, mình sẽ giới thiệu các bạn là ớt này á, mình trụng mình nấu lại nước cháo á cho nó chín. Xong rồi mình đem ra mình vớt ra cho chín rồi mình trộn vô rỏi nha. Đây rỏi ở đây á nè là gồm có chuối à, này là chuối cây mình nghe các bạn, nhưng mà chuối này là chưa có ra buồng nha, chuối còn non lắm, nó rau răm nè, mình ngâm nè, tại chuối sắc ra ngâm trong nước vậy á để cho nó không có bị đen, chuối không bị tím á, nó màu trắng nhìn thèm không nè. Đó chút mình vớt cầm làm rỏi nha, chừng nào giờ chừng nào làm hay hay vớt ra. Rồi bên đây là giá để ăn kèm với cháo nha. Rồi quay qua bên đây thì dầu cũng đã sôi nha các bạn, mình cho hành tím vô phi ớt. Hành đúng là phi cái nó thơm vậy không, mình thổi lửa lại rồi bắt đầu mình là cho ớt thì mình phi nha. Cái chảo hơi nhỏ nè, chịu khó chở xíu thì cho nó săn ớt lên. Thứ nhất là nó săn, nó nhìn nó bắt mắt à, mình với lại nó cũng bán màu tranh đi phần nào á. Cái chảo mình hơi nhỏ là khó chở nha. Rồi mấy bạn ơi, mình đã cháy ớt xong rồi nè, nó cháy sơ cho săn lên nha. Đây, cái chảo nãy nó nhỏ mình cháy 2 mẻ nha. Rồi giờ chỗ này nó săn mình cho xuống, mình bắt đầu bắt nước nấu cháo nha. Cho vào đây đi, bắt nước là nấu cháo. Đó. Cho cái phần gạo này mình rang ngâm nước kia nha. Cho nước làm chén để cho nó sạch. Bây giờ mình sẽ chờ nước cho nó sôi lên rồi mình sẽ bỏ ớt vô nha. Rồi hiện tại cháo nó đã sôi rồi nha. Đó. Bắt đầu mình cho cái phần ớt mình mới vừa ram mới nãy giờ. Mới vừa cháy á, này. Nó tìm thấy màu chín nha các bạn. Để vô mình cho nó chín xong rồi lấy ra. Đó. Cho cái phần tỏi với lại bao tử này nha. Anh em bao tử ếch này nha. Đó. Cho hết phần tỏi với lại bao tử này kia thì vô hết luôn. Bây giờ nó thơm cái cháo. Rồi cái thằng này bây giờ nó sôi nữa, lại lần thứ hai nha, mình cho gia vị vô nha. Đó chén gia vị nãy mình đã chuẩn bị sẵn rồi cho vô. Rồi để sẵn lúc này mình chở con ếch là luôn nha, chở lại cho nó chín đều hai mặt. Rồi trong quá trình mà chờ ếch nó chín á, bắt đầu mình qua mình vớt gỏi ra bắp chuối á, chuối cây á, để mình tiến hành làm gỏi nha. Rồi nãy mình ngâm đây nè, rồi vớt ra. Ở cái này mình ăn phải ngâm cho nó mới không có đen cái chuối, nó chảy bớt nước nha bạn. Dắt đó, chút qua đây đi, chút còn dắt cái nữa. Rồi mình mà mới dắt bắp chuối cho nó khô nước đó mấy bạn. Hôm qua thì cái này nó cũng đã vừa sôi luôn nha. Rồi bắt đầu mình cho núm với lại
cái phần thịt heo xay nãy á. Đưa vô. Ồ, cái nồi hơi nhỏ à. Mốt mình phải rút kinh nghiệm mấy cái nào to hơn mới được. Đó, để vô cái nó tràn luôn à. Rồi cái phần thịt heo con giò viên xay này nha. Nè, nhẹ tại vì sợ nó vỡ. Rồi mình cho cái phần thịt xay nha, tại vì mình sợ nó bị vỡ á, mình chế miếng nước nóng vô, nước sôi vô trong cháo vô đây á, bây giờ nó cứng cứng thịt lại. Bây giờ mình cho vô đây nha. Cho hết vào nồi luôn. Thấy hấp dẫn chưa mấy bạn? Rồi bắt đầu mình kiểm tra coi cái ếch nó chín chưa. Mình gấp cái ếch ra, mình để nó nguội rồi mình xé phai trộn gỏi nha. Rồi. Rồi cháu là dễ rồi mình đun cháo tiếp cho nó cháo nó nhừ. Nó cho cái dĩa cho nó nguội đi rồi mình xé phai trộn gỏi. Rồi mình cắt ra nhỏ nhỏ chút dĩa chúng dễ nó dễ ăn mấy bạn. Cắt ra. Xé không được sợ nó nát quá, thôi cắt ra cho nó đẹp thôi. Ai nước dùng nãy mình trộn để dành mình trộn gỏi nè. Đó, mình làm sẵn cho nó dùng. Rồi cho vô cưới lên. Cho hết luôn nha. Đó, trộn nhẹ thôi để thôi cái ớt mình nó chín cái nó bị vỡ thịt hết, nó không hấp dẫn. Mình đang trộn gỏi ở đây mà cái nồi cháo nó phật qua bạn thơm đúng nha bạn ơi. Đã gì đó, nghe mùi thấy đói bụng luôn đó. Thay thế gì thay vì cái thao này là mình thường trộn gỏi gà xé ở đó đúng không? Bữa nay mình chơi gỏi ớt nha. Mình cho gỏi ra dĩa. Bắt đầu mình bày gỏi ra múc cháo ra. Xong bắt đầu mình nhờ mẹ mình ra để mà đánh giá cho mình nha các bạn. Tại vì mình làm mà ăn phải có người khác đánh giá coi ngon hay dở. Rồi mình gỏi mình đã gấp ra dĩa xong rồi nha. Đó. Thấy hấp dẫn chưa? Nói chứ món ăn mình á chẳng những phải ngon mà đẹp mà cái chính đó là phải có bổ dưỡng cái bịch tẩm bổ cho sức khỏe mình đó nha mấy bạn. Rồi bây giờ mình lấy đi cho nó một bên, giải cái thằng đậu phộng này vô nha. Đó nhiều gì quên nói gì, cái đậu phộng mình cũng khoái ăn lắm đó. Rồi cho mình dĩa gỏi qua một bên, bắt đầu mình tiến hành múc cháo nha. Rồi cháo phải có giá dưới cho nó hấp dẫn các bạn, ngon đó. Rồi cho tí giá nằm dưới trước thì mấy bạn muốn ăn ít hay nhiều cho ít hay nhiều nha. Nè cho như thôi mình ăn như thôi. Rồi đây mấy cái cục mà cháo này nó có mấy cục mà thịt bằm các bạn nè, thấy hấp dẫn chưa nè. Đó cận thịt bằm nén bằm ở dầu viên á đó. Đó mình múc cháo này đã thấy hấp dẫn rồi các bạn ơi. Rồi ăn ít mới ngon nha các bạn. Như đi bắt đầu mình cho cái ngồi lý với lại hành sắc nhuyễn này á. Đó. Rồi tiếp đó là tiêu nha các bạn. Mình khoái ăn mới tìm nhiều cái cây á để cho ăn vô cái mồ hôi nó chảy ra nó trộn nó đã rồi ha. Chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình nha. Các bạn ơi, sớm mình nấu thì rất chưa các bạn, tự nhiên mình vừa nấu xong chứ sáng mời mẹ mình ra để mà thưởng thức chấm điểm cho món ăn cho mình á. Cái tự nhiên cái trời mưa, bây giờ phải đâm ra phải dọn vô nhà nha các bạn. Các bạn đang nghe mưa lớn gắt đúng không? Đó, rồi bây giờ mình đã nấu xong mình bài trí ra hết rồi nè. Giờ mình nhà mẹ mình thưởng thức giùm nha. Rồi mời mẹ thưởng thức coi nha. Xin cháu đi. Này mình ăn mình chấm với nước mắm mặn nha mấy bạn. Cháo ếch này con nấu rồi con Niêm mới vừa ăn. Dạ. Nó ngon.
Để mẹ ăn miếng ớt kìa. Ớt này cũng mua chỗ hôm bữa mẹ. Ừ. Chỗ mà mình nấu lẩu ớt á. Ừ. Ớt này nó bự mà nó dai. Dạ, nó dai trắng nè. Ớt thì dai phương. Dạ. Dai. Mình gỏi với chuối cây nè, chuối sáp nè. Dạ. Đi trộn với rau răm. Món cháo này á bạn bổ dưỡng lắm nha các bạn. Thứ nhất là trẻ em mà tôi cũng có thể ăn được cái nè. Con nít mình á, mình nấu cháo này rồi mình lấy cháo trắng này nè, rồi mình lấy thịt mình xé bằng rồi nha các bạn. Ăn vô cho em rất là tốt nha. Chuối sáp nè, mình sắc gỏi ăn nó giòn nghe luôn ha. Dạ. Chuối nó giòn, trộn vô gam nó thơm nữa. Nó đậu phộng nó giòn giòn nữa nè. Với cái cháo này á, con nấu rồi con bằm thịt nó giò diêm đó. Dạ. Rồi nó ngon, con đi mới vừa ăn. Thịt heo qua bằm dầu viên á bạn. Nó ngọt ngay rồi, tại mình nêm sẵn á. Nhiều ăn. Như nấm mà con nấu cháo con mua nấm nhỏ nhỏ như vậy nè, nấu nó ngon. Dạ, nó phải xẻ ra, phải xẻ còn nó còn xẻ ra nó không có ngon bằng. Thế con đứng thức đây kìa. Nó thèm giống á, thèm thấy mẹ thưởng thức con thèm quá. Mời tất cả các bạn nha, đây là cái giò đó nè. Lấy cái giò ăn cho nó nó ngọt, nước miếng các bạn, quá đã. Thơm nha. Dai hết cái mềm nó dai mà nó ngọt mà. Mềm nó vẫn còn dai chứ không phải mềm gục nha. Ngon nha các bạn. Nước miếng nấm gươm lại đè cái thịt bằm nãy nãy nè. Nấm gươm với lại thịt bằm. Rồi thì mình gỏi với rau răm cho nó thơm. Rồi viêm vô cái viêm gia vị vô vừa ăn ngon. Dạ. Yeah. Mời các bạn nha. Món dúng hồi tâm phẩm giòn giòn đã nè. Thơm. Món này các bạn, cháo này dinh dưỡng lắm nha. Nó bổ sung những chất là cho cơ thể, ví dụ như kali nè, natri nè. Rồi những người già mà hoặc là trẻ em mà cần bổ sung năng lượng cho cơ thể á, món này cực kỳ tốt nè. Mà ai mà hay cảm này kia á, ăn món này với là cháo mà bỏ tiêu nhiều quá sức mồ hôi ra nó cũng giải cảm nhiều lắm nha. À, thử miếng cháo à. Cháo này nó ăn kèm với cái nhà chúng mình à, nó giỏi với cái cục mà thịt bằm nè. Ngọt sao đâu ngọt. Tại vì thịt bằm mình ướp gia vị vô đó vừa dạ. Ăn ngon. Mẹ ăn thêm đi mẹ. Không. Hôm bữa mình tình cờ mình nói chuyện với mẹ mình đó mấy bạn, nói cái vụ mà con mình mà mới có 4 tháng mấy á, nó đã thôi bú, nó nghỉ bú rồi. Cái mẹ mình kể vợ mình á, hồi đó mẹ cũng mấy tháng thôi bú mẹ? 18 tháng. 18. Thôi hoài có được đâu. Chắc kiểu như hồi đó vợ con lâu quá, bây giờ con của con kiểu như nó chừ hao ấy, chừ hao lại. Anh không giống mẹ nữa. Đâu sẵn mẹ kể cho mấy bạn con nghe lại. Hồi đó mấy chị ta có 12 tháng là tôi thu bú rồi. Dạ. Người ta thu dễ lắm, ở nhà cái quẹt cái miếng mực hay cái gì á rồi nó gớm nó không có bú. À quẹt cái đấm ha. À cái à. Rồi cái ta luộc miếng vịt ta để đít chẩm đít giường vậy đó rồi kêu con vô lụm ăn đi, cái nó lụm lột nó ăn cái nay mua à. Còn vợ con làm cách gì nó cũng thu bú được chân á. Làm đủ chiều nha. Ừ, nó không chịu, nó cứ đòi bú khóc hoài. Cái bữa đó cái ông kia ông chỉ đi xuống dưới cầu lãnh á, ông theo á, ông cho bú con nít mà khó là ông vẽ cái đầu cái trê là nó không có bú nữa. Cái bắt đầu nghe lời ông đó chỉ đi dưới chứ đâu có biết đâu. Đi vào dọc đường nha, ba chở 6-7 mẹ chạy mà ảnh nó mình nó chọt chọt nó đòi bú nha, muốn lật luôn á. Cái vậy cái rồi cái đi tới nhà ông Năm mới ngồi cái ông hỏi gì nó khóc dữ rồi con. Cái mẹ mới kể ông Năm ơi nó đòi bú đó mà con nói bữa nay xuống ông thôi bú rồi con không dám cho bú. Cái ông nói con cho nó bú đi no đi rồi ông Năm tính sao. Cái cho nó bú rồi cái ông Năm nói con ông Năm vẽ cái đâu có trên này là gì con không có đòi bú nữa nha. Con dứt sữa con nghe không có khóc la nha vậy cái ông vẽ. À, một tàu đen nó dễ mất đâu có trên bên đây miếng mất gì nè làm đâu là có trên là vậy về nó không có đòi bú mà nó không có khóc nữa. Công nhận hay thiệt á chứ không có ông đó không biết chừng nào thôi bú được. Cái bạn gần như con mình nó biết đó bạn, như mẹ hồi đó thôi bú trọng quá giờ thôi nó nghỉ nó gặp nghi vô nghỉ nó bù lại.
Nó nói sao con giống mẹ con vậy chứ. Mà giờ mình cầu cho nó tới 12 tháng cho nó nghỉ bú mà giờ không được. Muốn thôi rồi. Quả vú rồi. Nó như biết mẹ hồi đó ấy rồi bây giờ nó bù lại. Nhưng mẹ thôi bú khó quá rồi. Con không có khó vậy không giống mẹ rồi. Mỗi một cái clip đó mấy bạn, mình vừa có một món ăn ngon bổ dưỡng á, rồi kèm theo đó một cái câu chuyện mà nó hài hước của gia đình mình với lại câu chuyện thời xưa thì kia các bạn. Mà tại vì mẹ mình lớn tuổi á, nên có những câu chuyện hay hay lắm. Tại mỗi mình chia ra mỗi clip á, mình sẽ kể cho mấy bạn nghe một câu chuyện. Mà không biết nào giờ mấy bạn có nghe được câu chuyện một chui tôi uống 18 tháng nha. Mắc đi vẽ con cái chê không? Chê nhà tôi có rồi đó. Thôi clip của mẹ mình với mình tới đây cũng đã dài các bạn ơi. Bạn mà có yêu mến mình thì hãy đăng ký và nhớ nhấn nút chuông để theo dõi những cái clip mà mình mới ra đầu tiên mình đăng lên để các bạn có thể nhận được ngay nha. Các bạn hãy chia sẻ đi ủng hộ kênh của mình với lại mẹ mình nha. Rồi chào tạm biệt các bạn nha. Tạm biệt các bạn.